con đi học lại chưa? Đại học hình như là trường con nó báo là 7 tháng 3 mới đi học rồi. Con học trường ở đâu? Dạ, con học ngân hàng. Đại học ngân hàng hả? Dạ. Vậy mà bữa cô Thủy tưởng con học công an. Ờ kìa, ba con công an được rồi, một công an nhà thôi. Tưởng theo ngày ba. Thôi, con không dám. Đi trực nó mệt lắm. Nó ra cái cục đá nha. Hay vậy à? Không biết luôn à? Trời, con nặng bụng ở chỗ cô biết bao lần rồi. Quen rồi. Thầy Dịch Dũng mà con đợi cô mở đây con còn làm. Trời, vô đại học còn kiếm bồ nữa. Có bồ chưa? Dạ chưa. Con mới vô có biết ai đâu mà quen. Mà trong lớp có nhiều bạn gái mà đúng không? Dạ. Thì ngân hàng đầy gái luôn. 80% là con gái, 15% là con trai. 5% BD. BD chuyển giới không? Lên xong nó lỏng miệng nha con, đừng có lỏng miệng con bụng bụng bậm miệng nha. Hãy
lỏng đó nha. Ừ. Đó, ra. Ôi dồi. Càng chán đây nha. Dạ. Yeah.